Hi, chào các bạn. Kênh tiếng Anh giao tiếp của Mr. Hiếu English hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái thì trong loạt 12 thì cơ bản của trong tiếng Anh. Đó là thì past perfect, quá khứ hoàn thành, và past perfect progressive, quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Số 7 là thì past perfect. Nó là quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành thì nó được thành lập bằng cách chủ từ này là nó là cái gì, nó là một cái người hoặc một vật hoặc là một cái chủ thể nào đó, nó thực hiện được một cái hành động hoặc là nó được thực hiện bởi một cái chủ thể khác. Theo sau của chủ từ là từ had, và kế đến là một động từ, động từ ở quá khứ phân từ, tức là động từ ở cột 3 đấy các bạn. Nó nói đến một cái hành động nó xảy ra trước một cái hành động khác ở trong quá khứ. Ví dụ như thế này, tối hôm qua trời mưa trước khi tôi đi ngủ. Cái việc trời mưa đó nó xảy ra trước khi tôi đi ngủ. Trời mưa đó là nó diễn ra ở quá khứ và nó hoàn thành, nó kết thúc ở trong quá khứ. Rồi tôi mới đi ngủ. Đấy. Hoặc là nó giống như một cái trường hợp như thế này. Nam thì đi đến một cái bữa tiệc và Lan nó cũng đi tới cái bữa tiệc đó luôn. Rồi, nhưng mà họ không có gặp được nhau. Vì như thế này, Nam nó rời khỏi bữa tiệc đó lúc 10:30. Rồi sau đó con Lan nó mới tới. Tới lúc 11 giờ thì chắc chắn hai người này không gặp nhau. Tại vì Nam nó về nhà lúc 10:30, nó đi rời khỏi bữa tiệc đó rồi. Nam rời khỏi bữa tiệc lúc 10:30 thì Lan nó mới đến. Lan nó đến lúc 11 giờ thì chắc chắn hai người này không gặp được nhau. Thì người ta nói rằng là cái việc rời đi đó, cái việc đi về nhà đó, cái việc rời đi của thằng Nam đó là nó rời đi trước so với lại cái việc đến của con Lan. Trước khi con Lan đến thì Nam lại đi về nhà rồi, nên hai đứa này nó không gặp nhau được ở bữa tiệc. Thì mình nói rằng là Nam nó đã đi về nhà. Tức là cái việc thực hiện của quá khứ hoàn thành này là nó thực hiện trước một cái hành động khác ở trong quá khứ. Còn cái thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì nó cũng có cấu trúc hình thành gần giống như vậy. Nó cũng có chủ từ cộng had, nó cộng đến động từ cột 3 ở đây. Tức là nó là past participle. Nó tới đây nó là quá khứ hoàn thành nè. Cái nó cộng từ chỗ cái to be này nè. Nó cộng thêm cái chỗ in nữa thì nó là thành tiếp diễn. Nó gọi là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Tiếp diễn là nó dùng để nó chỉ khác cái quá khứ hoàn thành ở chỗ duy nhất, đó là nó nhấn mạnh cái diễn tiến của cái sự việc. Nó nói cái sự việc này nó diễn tiến liên tục. Nó chỉ khác một điểm đó thôi. Ví dụ như thế này. Hồi sáng hôm qua khi tôi thức dậy đấy và tôi nhìn ra bên ngoài cái cửa sổ. Thức dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang chiếu sáng, trời đang chiếu nắng. Tức là lúc mà sáng mình thức dậy thì mình ngó ra cửa sổ thì mình thấy trời nắng. Nhưng mà mặt đất á thì ướt sũng, ướt rất là nhiều, thậm chí là nhiều nơi nó còn đọng nước nữa. Nhưng mà mặt trời thì đang chiếu, thì mình nói rằng là trời đã mưa trước đó. Tức là cái việc mưa của ông trời này là nó mưa liên tục ở trước đó, rồi sau đó mới tạnh, mới nắng lên. Thì cái việc ông trời mưa này là cái sự việc hay là cái hành động nó xảy ra trước khi trời nắng. Và trước cái gì nữa? Trước khi tôi thức dậy. Đó, cái việc này là diễn tiến liên tục trước khi tôi thức dậy. Trước cái hành động thức dậy này đây. Khi mà mình thức dậy rồi thì trời hết mưa rồi. Nó đã chấm dứt trong quá khứ. Nhưng mà nó trước cái hành động là khi mình thức dậy. Trước một hành động khác trong quá khứ. Nhưng mà nó nhấn mạnh cái yếu tố là mưa liên tục này nè. Chứng tỏ là đất rất là ướt. Đây. Nha. Ở hai thì này nó có cách dùng rất là đơn giản. Đó là thực hiện trước một cái hành động khác ở trong quá khứ.
Bây giờ thầy sẽ cho thêm một số ví dụ để minh họa cho cái thì quá khứ hoàn thành, past perfect. Đây một cái ví dụ cho thì quá khứ hoàn thành nó như thế này. Bạn đi ra ngoài, bạn đi đến nhà của Su, nhưng mà cô ấy không có ở đó, cô ấy không có ở nhà. Tức là sao? Tức là cái việc mà bạn đi đến nhà của cô đó đó là đi ở trong quá khứ. Bây giờ là buổi sáng rồi, hồi tối hôm qua chẳng hạn. Ví dụ bạn đi đến nhà của bạn ấy, nhưng mà bạn ấy thì sao? Bạn ấy không có ở nhà. Tới nhà của cô ấy, chấm, cô ấy không có ở nhà. She wasn't at home. Đây, cái chuyện này là cái chuyện nói ở hồi tối hôm qua. Tối qua khi mà bạn tới nhà cô ấy không có ở nhà. Thì mình nói là cô ấy đã đi ra ngoài rồi, đi ra ngoài trước khi mình đến. Đây, trước khi bạn đến nè. She had, đây, had, đây, she had là đến quá khứ phân từ. Là đi là gì thì go thì mình biến thành là gone. She has gone. Đi ra ngoài đi chẳng hạn. She has gone out. Cô ấy đã đi ra ngoài rồi. Đây là quá khứ hoàn thành. Còn ví dụ, thí dụ ở đây là không phải là hôm qua mà là cái này là gì? Bạn đi đến là go đi. Cái này là hiện tại, bạn đi đến nhà cô ấy nhưng cô ấy không có ở nhà. She isn't at home. Cô ấy không có nhà. Thì cô ấy đi ra ngoài. Thì ở đây dùng hiện tại đây. Đấy, cô ấy vừa đi ra ngoài. Nếu mà hiện tại bạn mới vừa tới nhà cô ấy, cô ấy vừa đi ra ngoài, thì nó là hiện tại. Nó là hiện tại hoàn thành. Còn quá khứ hoàn thành nó như thế này. Bây giờ ở đây nè, hiện giờ ở đây. Cái việc mà tối hôm qua nè, tối hôm qua là chỗ này. Bạn đi tới nhà cô ấy tối qua đây. Khi mà tới nhà cô ấy, bạn đi tới nhà cô ấy đây, đi tới đây, thì cái hành động nó xảy ra ở đây. Last night đây. Last night. Tới nhà cô ấy thì cô ấy sao? Cô ấy had. Cái chỗ này là cô ấy. She had gone. Là cô ấy đi trước, trước khi bạn đến. Bạn đến là cái chỗ này. Cô ấy đã đi trước đó, đi rồi mới tới bạn đến. She had gone out. Cô ấy đã đi ra ngoài rồi thì bạn lại đến. Giống như trường hợp ở đây, Nam nó về nhà nó rồi. Nam đi về nhà thì cái con Lan nó mới đến. Thì cái việc Nam đi thì Nam đi trước khi Lan đến. Ở trong quá khứ thì là Nam has gone home. Hoặc là bây giờ cái câu này được viết như thế nào? Nam nó đã đi về nhà trước khi con Lan nó đến. Viết lại như thế. Nam had gone home before, trước khi Lan arrived at the party. Đây. Nam nó đến, nó về, đi về nhà trước khi con Lan nó tới bữa tiệc, nên hai đứa nó không gặp nhau. Ở đây các bạn lưu ý nè, chỗ này a party. Nam đi đến cái bữa tiệc, một cái bữa tiệc. Chỗ này dùng a party là nói đến, cứ nhắc đến bữa tiệc này, nhắc đến lần đầu tiên. Rồi con Lan nó cũng đi đến the party. Cái chỗ này the, nó đi đến cái bữa tiệc, cũng đi đến bữa tiệc, cái bữa tiệc này nè. Cái bữa tiệc này được nhắc đến lần đầu tiên thì nó dùng a, được nhắc đến lần thứ hai thì nó đã biết là bữa tiệc nào rồi, bữa tiệc mà thằng Nam nó đi nè, nên ở đây nó dùng the. But they didn't see each other. Nam left the party. Chỗ này dùng the tiếp tục. Những lần sau này chúng ta sẽ dùng the. Đây, lần này mình cũng sẽ dùng the party. Nam nó đi về nhà trước khi con Lan nó đến bữa tiệc. Hoặc là mình nói rằng là sau khi
Sau khi thằng Nam nó đi về nhà, phải thì con Lan nó đến bữa tiệc. Tức là thằng Nam nó đi về trước rồi con Lan nó mới tới. Đấy, cái việc mà hành động xảy ra trước một cái hành động khác ở trong quá khứ là đây. Là ở quá khứ hoàn thành, còn cái hành động mà xảy đến sau thì đó là ở quá khứ đơn. Thì đó là cái cách mà cái thì quá khứ đơn và thì quá khứ hoàn thành nó được đi chung với nhau. Nó hỗ trợ và giải thích cho nhau. Một cái ví dụ tiếp theo cho cái quá khứ hoàn thành. Bạn đi đến rạp chiếu phim last night, tối qua. Rồi bạn đến đó trễ. Tối qua bạn đi trễ luôn. Trễ thì sao các bạn? Trễ thì cái bộ phim nó đã bắt đầu trước rồi mình mới đến. Thì cái việc bộ phim bắt đầu thì nó là quá khứ hoàn thành, rồi cái việc mình đến đó là quá khứ đơn. Thì mình viết cái câu quá khứ hoàn thành nó như thế này. Cái the film had already started. Bộ phim đã bắt đầu rồi. Hoặc là bộ phim bắt đầu trước khi bạn đến, trước bạn đến. You got to the cinema. You got to the cinema. Cái bộ phim thì đã vừa mới bắt đầu, đã được bắt đầu trước rồi, trước khi bạn đến. Bây giờ thầy sẽ đưa ra cái ví dụ cho cái past perfect progressive, quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Tôi thì rất là mệt khi tôi quay về nhà. Nói cái chuyện này là cái chuyện đã rồi nha các bạn. I was very tired when I got home. Tôi thì rất là mệt khi tôi về nhà. Tức là cái chuyện này hôm qua hôm kia gì đó, cái chuyện đã rồi, chuyện xảy ra trong quá khứ rồi. Vì thế thật ra mệt là do mình làm, nó có thể là do cái công việc mình làm ở tại cơ quan hay một cái nơi làm việc của mình đó, thì nó rất là diễn tiến liên tục và nó kéo dài. Nó nhấn mạnh cái liên tục này, nó nhấn mạnh cái diễn tiến này ở trong quá khứ. Tức là cái diễn tiến này là cái diễn tiến trước khi mình về nhà đó. Cái việc về nhà là cái việc quá khứ, còn cái việc mình đang làm ở cơ quan thì là nó kéo dài đến như thế này. Đây là cái hiện tại, còn ở đây là cái quá khứ. Đây, cái này là nói chuyện quá khứ. Đây, bây giờ là ở đây, còn quá khứ là ở đây. Bây giờ cái chuyện mình về nhà là về lúc này nè. I got home. Đó, cái lúc nó lúc tôi về nhà là lúc này nè. I got home lúc này. Còn cái chuyện mà tôi đang diễn tiến là một cái quá khứ hoàn thành tiếp diễn là nó ở đây. Trước khi tôi về nhà. Thì mình nói công việc đó là I had been working hard all day. Là nó lọt vô chỗ này. I had been working hard all day. À, tôi đã làm việc cực lực suốt cả ngày nên tôi về nhà. Khi mà tôi về nhà đó thì tôi rất là mệt. Đấy, cái chuyện này là cái chuyện diễn tiến trước một cái hành động khác ở trong quá khứ. Là cái diễn tiến là mình làm việc rất là cực mằng suốt cả ngày, có thể không nghỉ ngơi, nên khi mà một cái hành động khác xảy ra sau thì nó rất là mệt. Cái việc mệt này là việc xảy ra do làm việc suốt ngày trước đó nên mệt. Bây giờ thì thầy sẽ so sánh giữa cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn và cái quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Đây, cái này là cái hiện tại đây. Now. Ở đây bên này
cũng hiện tại đây nào. Cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn á, là nó bắt đầu trong quá khứ và nó kéo dài đến hiện tại, là nhấn mạnh yếu tố tiếp diễn. Còn ở đây là nó phải có nằm trong quá khứ và bắt đầu trước quá khứ và kéo dài đến quá khứ là hết. Nó mang tính diễn tiến liên tục trước một cái hành động khác ở trong quá khứ hoặc trước một cái thời điểm khác ở trong quá khứ như thế này, và nó kết thúc ở đây. Giống như là hồi sáng này, bây giờ là giấc trưa rồi, thì hồi sáng này khi tôi thức dậy thì hồi sáng này là quá khứ. Khi tôi thức dậy trời đã nắng lên rồi, nhưng mà xung quanh nhà đọng rất là nhiều nước đó, nó ướt và đọng rất là nhiều nước, thì mình nói rằng là trời mưa lúc này nè. Đây, it has been raining, trời mưa. Đây mình nói câu này, nó lọt vô cái khoảng này là nó đang diễn tiến ở trước trước một cái quá khứ, trước một cái hành động là tôi thức dậy hồi sáng này. Còn bây giờ là nó cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì nó diễn ra ở ngay cái trước cái thời điểm hiện tại và kéo dài đến cái hiện tại. Ví dụ như nói rằng là tôi dạy học được 1 tiếng đồng hồ rồi, ví dụ vậy, hoặc là tôi giảng cái bài này được 1 tiếng đồng hồ rồi, thì bắt đầu giảng ở đây, giảng về tới bây giờ là được 1 tiếng đồng hồ rồi, thì nó nói nhấn mạnh cái yếu tố liên tục của cái việc giảng bài của tôi là tôi giảng được 1 tiếng đồng hồ rồi. Ở đây thì ví dụ I have been teaching. Ở đây mình nhấn mạnh cái việc diễn tiến ở đây đến thời điểm hiện tại đây, tới bây giờ là mình giảng được 1 tiếng đồng hồ rồi. À, mình rất là mệt, ví dụ vậy. I feel very tired chẳng hạn. Tôi cảm thấy rất là mệt. Nó vậy. I feel very tired. Tôi rất là mệt. Tôi đã giảng bài suốt 1 tiếng đồng hồ rồi. Và bây giờ là một cái ví dụ nữa dành cho cái thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn này. Ví dụ như hồi tối hôm qua khi tôi về nhà thì con tôi nó đang ngồi ở trước cái tivi và nó đã tắt cái tivi. Nó đã tắt cái tivi đi. Turn it off hoặc là turn off the TV đi. Nó đã tắt cái tivi đi. Rồi, thì mình nói gì? Trước một cái hành động trước khi tôi về nè thì nó làm gì? Nó đang xem tivi. She had been watching TV. Đó. Mình nói rằng là nó đang xem tivi, nó xem lúc mà trước khi tôi về. Vì khi tôi về đó thì nó còn ngồi trước cái tivi và nó vừa mới tắt cái tivi. Cái việc tắt tivi là tắt cũng tắt trước cái tôi về luôn. Tắt thì tắt cái bục, nó không có diễn tiến, nó không có liên tục, nhưng mà cái việc mà nó xem tivi thì nó có yếu tố liên tục và cái yếu tố diễn tiến kéo dài ở đây, nên chúng ta sử dụng quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Còn cái việc mà nó tắt cái tivi này thì mình không có dùng ở tiếp diễn, mà là tại vì tắt là mình chỉ cần nhấn nút cái kịch là nó sẽ tắt ngay, thì cái việc này là không có dùng chữ đang tắt. Turn off này không có dùng chữ đang tắt ở đây, mà mình sẽ dùng đang xem ở đây. Cái chữ xem này nó có yếu tố kéo dài và liên tục. Còn cái từ tắt này thì chúng ta sử dụng ở quá khứ hoàn thành là được rồi. Chỉ việc nói nó trước khi tôi về thì cái nó đã thực hiện cái việc tắt này. Rồi, chào các bạn. Cái bài học hôm nay đến đây là hết. Mr. Hiếu English chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau. Bye bye. See ya.